tìm loại bánh quy bổ dưỡng cho gia đình nên tôi chọn Roma Marigold. Bởi vì bánh rất ít dầu, còn phủ lòng đỏ trứng có chứa DHA. Được làm từ sữa New Zealand, chứa protein nên không dễ tan trong sữa. Bánh ngon quá. Đậm vị sữa, ngon hơn hẳn. Con muốn ăn bánh mỗi ngày mẹ ơi. Bổ dưỡng tiện lợi cho con ăn nhẹ ở trường. Hãy chọn Roma Marigold bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà.